Ok, là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip là chín con máy bãi bãi luôn. Giá đó, giá những con máy này thì rất là ok, chỉ có tầm 300.000, 350.000 ăn xuống thôi, không hơn nữa đó. Đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Vô máy số 1. Máy số 1 của em đây cho mọi người là một con máy Olympic. Đây, một con máy hàng của Nhật, xe chuẩn 4.000. Đây, hàng của Nhật. Và phẩm chân chung nha anh em. Thấy không? Tay quay gấp, tay quay dặn gấp là được. Này, nó cứ ok. Đây. Mua gì dặn ok. Và phẩm ok. Tổng lượng ok, đó, tổng ok. Giá này công khai cho anh em luôn, 250k. Anh em nào tập câu về mới tập đánh, không thôi đánh bờ biển, đánh máy này ok, bao hư hỏng. Đây, máy này mà hư cái là xong rồi, không còn gì để câu nữa đâu. Đây, để em kéo nó gần lại. Đây, tiếp theo là máy số 2. Đây, một máy số 2, một nâng đai của ST1000. Ngoài hệ xuất sắc là thời gian, chỗ này nó bị cháy gỗ tí, nhưng phần trên đây ra cước bình thường nha anh em. Ở bên dạng sóng, con này xe tầm 6.000, 7.000, hoạt động chân châu, thấy không? Đây, hoạt động chân châu. Ở bên mua sóng, ở bên là mua sóng. Em xiết cái này lại cho lấy cước ok nè, đó, hoạt động ok nè, nó hoạt động ngược lui nè, nó ok, nó hoạt động chân châu. Đó, xe này xe tầm 7.000, 8.000, giá công khai luôn 270k, tất cả giá này đều cộng ship nha anh em. Đó, 270k hoạt động chân châu. Máy số 2 270k. Đây, tiếp theo cho mình là một con máy Shimano hàng nội địa Nhật. Đây, Shimano Hà Nội đi Nhật. Những con này là máy xuất sắc có thời gian nha anh em. Đây, mắt tem đây, mắt lưỡi gà đây mà vẫn quay được nha anh em. Ở bên vẫn là một bên sóng. Đó. Đấy, cứ ok. Đặt động mà con này em đặt động bao mượt nha anh em. Đó. Đặt động bao mượt đây, nó dính tem đây, nó kêu lại. Nó hoạt động ba mượt. Đó. Đó. Giá công khai con này 270k luôn nha anh em. Máy này xây tầm 6.000, 7.000, 270k. Đó. 270k máy số 3 nha anh em. Xây tầm 6.000, 7.000. Đây, tiếp theo cho mình là em lên cho mọi người là con máy số 4. Đây, một máy số 4, một con Olympic thân kim loại, nồi kim loại. Loại hình xuất sắc theo thời gian anh em, xây con này xây chuẩn 6 5.500, 6.000. Đây, ngoại hình xuất sắc thời gian, lấy cước ok. Một bị sóng. Tay quay ok, nó cầm quay rất là mượt cho anh em. Nghe tiếng nó kêu không? Mượt thở luôn, thở nói luôn. Đó, quay ngược nè. Đó, tất cả nhông cổ bạc đạn gì con này đều mượt hết, đúng không? Bạc động ok. Đó, quay nè, đó, rất là mượt. Xe tầm 5.500, 6.000. Anh em câu cá, câu bờ biển đánh những máy này ok, bao cảo. Những loại máy bãi này cảo rất là khỏe. Hàng Olympic nội địa Nhật nha anh em. Đây, giá công khai con này luôn 320k cộng ship. 320k cộng ship thì về tới anh em chắc tầm 350 được một con máy này về câu biết nào mới hư. Anh em mà không quan trọng ngoại hình, những máy này về câu biết nào mới hư, bao mơ hư luôn á. Máy số 4 320k. Tiếp theo cho mình là máy số 2. Đây, máy số 2 vẫn là một con máy Olympic.
Đây xây tầm 5 ngàn, 4 ngàn rưỡi 5 ngàn. Con này hoạt động thì bao mượt rồi. Mắc tem đây, không còn gì phải bàn, bao mượt. Lấy cước ok nè, thấy không? Mua bên sóng, bên ngược đây. Giá con này vẫn là công khai luôn, 320k. Máy này quay bao mượt nha anh em. Anh em tập đánh không cảo cá thì em bao cảo. Nào, lắc nhẹ cũng quay nha. Đó, 320k, máy số 5. Tiếp theo là máy số 6, một con đau ST 8500. Đây, mua bên sóng nha anh em. Con này ngoại hình thì còn ok nha anh em. Đó, hoạt động là nó rất là mượt. Anh em đều đánh lăn xê thì đánh những con này rất là êm. Đó, đây cứ ok nè. Đó, đánh lăn xê, đánh chép, đánh cái này rất là êm, câu biển. Hoạt động mượt nha anh em. Giá con này là 280k nha anh em, cộng xếp. Xây con này á, xây con này thì xây tầm 4 ngàn 5 ngàn. 280k cộng xếp. Tiếp theo cho mình, em ra cho mọi người là máy số, lấy này cho bớt này, máy số 7. Đây, ba con máy số 7, số 8 và số 9. Đây, máy số 7 là một con Olympic 2000, nó 200. Xe này xe 8000. Đây, xước sắc sơn tí nha anh em. Về anh em tay nghề cao, anh em sơn lại thì nó vẫn là bóng thôi. Loại này nó ăn sơn dữ lắm, yên tâm. Ngoại hình thì xấu nhưng mà hoạt động thì bao nó. Mỗi máy em bán ra cho anh em á, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Những máy nào quay lỗi hơn thôi quay bây giờ á, anh em gửi lên em. Đây, gắn gấp tay quay được nè, nó thấy không, êm không, quá êm. Đó, mô bên dẫn sóng nè, đó, lấy cước ok nè, đó, hoạt động nè, đó, bao mượt. Đó, anh em là không quan trọng ngoại hình á, lấy những máy này về câu rất là bền, khỏi nói luôn. Đó, giá này công khai vẫn là 320k. Xe này xe tầm 6 ngàn nha anh em. Đó, là xo bún nè, đó, quấn bún rất là mạnh, hoạt động thì bao mượt. 320k. Tiếp theo cho em lên cho mình là một con máy đam. Hàng này hàng thương hiệu, hàng này thương hiệu của Đức nhưng mà ai sản xuất chắc hàng Nhật sản xuất, đóng tem Shimano. Đây, mô bin này, mô bin sóng đây, con lăn ok. Đây, hoạt động đây, những máy này em bao hoạt động anh em. Đó, hoạt động chân chu thấy không. Đây, đặt qua đây cho tắt âm nè, hoạt động đó, bao mượt. Đó, anh em nào về đánh cha tập câu hăng câu câu lăn xê hút những máy này đó, máy này trả về, nó phải trả về tới đây nha anh em, cho anh em bật đó, trả về tới đây, trả về đó, hoạt động ok. Mô bên sóng nha anh em, cốt thì cốt to khỏi bàn đó. Dạ, con này xây tầm, điểm thêm không cước xem, xây con này chắc tầm bự gì chắc tầm 8 ngàn. Đó, hoạt động ok. Giá này 350k nha anh em. Xe 8.350k, máy số 8. Máy số 9. Đây, một con máy hàng thương hiệu đây, đây qua ST1, máy số 9. Nồi còn bóng, thân hình xuất sắc theo thời gian. Đây. Đây, siết lại cho đó, hoạt động thì em bao mượt đây. Máy này em kiểm tra hết rồi. Đây, tao quay dặn được gấp lại ok anh em. Nó hoạt động bao mượt thấy không. Nó quay nè, chân chu. Đó, quay ngược ok, quay tới ok, cỡ gà ok, bật cước ok, mô bên sóng ok. Giá này công khai luôn, 350k, bay qua ST1. Đó, đó là tổng cộng 9 con máy em lên cho anh em. Những máy em bán ra em đều để giá cả trên ở lòng số điện thoại góc này, anh em cần liên hệ với em chốt nhanh. Anh em
mua máy em, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, hàng nào không ok gửi lại em. Rồi, cảm ơn anh em nha.